Thưa quý vị thì các bạn, vào ngày hôm qua ngày 2 tháng 3, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết đã bắt và xử lý một nhóm đánh bạc tại nhà riêng với quy mô lớn ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Qua quá trình theo dõi nguồn tin từ quần chúng nhân dân, tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang tại nhà của Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1991, hẻm 29 Yên Ngông, phường Tân Tiến đang tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức đánh xì lát thắng thua bằng tiền. Ngoài Tùng, cơ quan công an còn phát hiện các đối tượng bao gồm Lưu Ngọc Thịnh, sinh năm 1900 96. Nguyễn Ngọc Hiện sinh năm 1975 và năm đối tượng nữ là Nguyễn Thiên Thanh sinh năm 1973, Đinh Thị Ngọc Quyên sinh năm 1993, Trương Thị Bích Trang sinh năm 1994, Trương Thị Bích Trâm sinh năm 1988, Lê Quài Thư sinh năm 1990 đều trú tại thành phố Buôn Ma Thuột. Nhóm này khai nhận thường xuyên tổ chức đánh bạc nhiều nơi, thay đổi địa điểm. Đến nay, khi tổ chức đánh bạc ở nhà Tùng và để cho Tùng thu tiền sau kiếm lợi bất chính, thì bị cơ quan công an bắt giữ. Tại thời điểm bắt quả tang, tổ công tác thu giữ hơn 130 triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật phục vụ cho công việc đánh bạc.